Cái này là em gọi cái tô hủ tiếu mì Hoành Thánh nha cả nhà. Đó, bao gồm có mì nè, đây là mì vàng á. Rồi có sợi hủ tiếu đây, hủ tiếu là sợi lớn á. Đây là một trắng. Và một cục em thấy đây là ba viên Hoành Thánh, một viên nè, hai viên nè, ba viên Hoành Thánh. To bốn viên luôn đó. Đây là một tô nha. Hủ tiếu mì Hoành Thánh ở quán chay 29 đường Đinh Hòa. Đúng là các cô chú người Hoa là món gì cũng rất là hấp dẫn luôn. Quá là hấp dẫn ha. Trời ơi. Một tô như vậy thì em chưa hỏi giá, để hỏi giá anh thử coi nha, như thế nào nha. Để em nói lại cho quý vị khán giả. Dạ em xin mến chào quý vị khán giả và các bạn. Tiếp tục hành trình chia sẻ đến cả nhà những địa điểm chay ở Sài Gòn. Thì hôm nay em đang có mặt ở trên khu vực quận 8. Và phía trước màn hình thì hôm nay em sẽ gửi đến cả nhà một quán chay tên là quán chay 29 Đinh Hòa. Và cũng là địa chỉ của quán luôn cả nhà. Và địa chỉ là số 29 đường Đinh Hòa, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là một quán chay của cô chú người Hoa nha cả nhà. Phía trước thì em đã thấy một cái bảng hiệu bao gồm những cái món bán của quán. Và quán sẽ bán 6 ngày trong tuần ha, mỗi ngày sẽ một món khác nhau. Như em thấy từ thứ hai cho đến thứ bảy đây ạ. Và 14 và 30 âm lịch thì em thấy có bán thêm chả giò, chiên tàu hủ kỳ. Và mùng 1 ngày 15 là bán cà ri gà và bì cuốn. Rồi bây giờ em sẽ bước vào trong để gửi đến cả nhà những cái món ngày của ngày hôm nay là ngày thứ tư, là sẽ có món mì Hoành Thánh. Thực sự một món mì Hoành Thánh là cái món mà do những cô chú người Hoa làm, thực sự rất là ngon luôn. Trước đó em đã thưởng thức được 2-3 lần, có gửi cho quý vị khán giả rồi. Dạ bây giờ em sẽ bước vào trong quán ha. Một rổ to. Bán mới mở cả nhà nên tất cả mọi thứ còn rất là nhiều. Dạ mến thưa cả nhà ha, thì bây giờ Dương đang ngồi với cô Mẫn nè. Nãy giờ cô là bận việc nhiều quá thì bây giờ cô mới rảnh, cô ngồi trò chuyện với mình một xíu. Dạ con chào cô nha. Dạ cô ơi, mình bên mình bán là từ thứ mấy đến thứ mấy cô Mẫn? Từ thứ
đến thứ 7, chủ nhật cô nghỉ. Dạ, chủ nhật cô nghỉ thứ 2, thứ 7. Nếu mà ngày rằm với ngày 15. Ngày 15 á là cà ri bị cuốn. Ồ, mì vừa ly bị cuốn hả cô? Hay là do nhầm ngày mấy không biết, mà do nhầm ngày rằm là cà ri bị cuốn. Dạ, ừ. Ngày rằm ngày nào cũng bán hai cái món đó hết. Dạ, mùng 1 cũng vậy luôn đúng không cô? Mùng 1, 15 là bán cà ri bị cuốn là à, khác. Dạ. À, món khác là cà ri bị cuốn, mùng 2 có bán hai ngày cà ri. À, vâng. Cô có nghỉ ngày nào không cô bán ạ? Có, chủ nhật nghỉ đó. À, chủ nhật nghỉ. Còn ví dụ mùng 2, 16 con nghỉ. À, vâng, vậy coi như nhiều khi một tháng mình nghỉ khoảng cỡ tầm 6 ngày. Ừ. Dạ. Còn nếu mà ngày rằm rơi vào ngày chủ nhật thì sao cô? Cũng bán luôn. Cũng bán luôn. Dạ, cứ ngày rằm mình sẽ không nghỉ cô ha. Rồi, mới nghỉ. Dạ. Ngày 30 hoặc là 30 hoặc là 14 là con nghỉ. Dạ. À, mình quán mình mở cửa từ mấy giờ vậy cô? 9 giờ sáng. 9 giờ sáng. Ừ, 9 giờ nhưng dạ, nhưng mà tới chiều, chiều nhiều khi cô là 5 giờ mấy là bắt đầu ồ, oh, mình bán cũng nghỉ sớm cô ha. Không, 5 giờ mấy giờ đây bán là đi vắng lắm, đi vắng. Dạ, à vâng ạ. À. Cái khu thì, có cái ngày chai nó hết sớm thì 4, 5 giờ, 3, 4 giờ hết thì là dọn. Dạ. Rồi, chứ không có kể gì, gì mới đắt á. Vâng. Mấy cái cà ri nó đắt quá rồi cô nấu cũng mấy dạ. Năm rồi đó là hết thì thôi dọn. Vâng ạ. À. À, khu người Hoa thì được cái là họ sẽ ăn sớm mà đến buổi tối thì là vắng cô ha. À, tối đêm có đường là vắng đó, tối nay đường dạ. Con thấy hồi nãy con thấy là lúc tầm 9-10 giờ thì mình cũng mới dọn ra thôi. Nhưng mà tầm giờ này là đông nè cô nè. Rất là dạ, rất là đông. Ngày chai á, ngày chai thì ba đông. Dạ. Ngày thường thì hơi chậm chút xíu. Vâng ạ. Ừ, ừ. À. Hầu hầu mà chưa cái gì á là đắt đắt lắm. Là ngày chai ngày thường nó cũng dạ, sau dịch cái là giờ sau dịch này nó hơi chậm chút xíu. Ồ, qua nó ảnh hưởng nhiều lắm cô ha. Ừ, dạ. Dạ, xin hỏi cô không biết cô có ăn chay trường không cô Mẫn? Cô hả? Dạ. Con ăn chay chọc hay là 10 à, 10 ngày. Dạ. Ông xã con thì ăn chay trường. À, chú ăn chay trường. À, dạ. À, mình bán được lâu chưa cô? 10 năm rồi. Ồ, 10 năm. 2013 giờ. Dạ, cũng địa chỉ này luôn hả cô? À, cũng địa chỉ này. Dạ. Tại cô muốn nhà này con mới thay đổi, tại cái nhà này muốn của cái chủ này á. Mình nấu sửa sang được ra cũng vậy thôi. À, vâng. Vậy là vẫn sạch sẽ mình bán dạ, nhưng mà con thấy là sạch sẽ đó cô. À. Vâng. Không ăn những quán mà như vậy nó bình dân như vậy mới là ngon nè. Nhiều khi làm cao sang quá là không ngon. Vâng, nhà cô luôn chứ không phải là cô mướn. Con này nhà này cô mướn. Dạ. Cô là chủ, mấy người làm. À vâng ạ. Mấy người làm phụ là làm. Dạ. Mình bán trước giờ là cái món này hồi trước là 10 năm trước mình đã bán rồi đúng không cô? À, đúng rồi, bán hồi đó giờ vậy đó. Vâng. Hồi đó là có thay đổi chút xíu. Dạ. Ừ. Có thay đổi chút xíu, hồi đó có bán bún mì vàng nữa mà bún mì vàng nó mì cái dao tới không có ngon thì nhà cô không bán. Dạ. À vâng ạ. À. Không ngon thì nhiều khi là ngon bà không ngon á, người ta bánh vốn vậy con nghĩ. Với lại là mình là toàn khách quen không cô ha, mà nhiều khi mà ăn không ngon thì cũng mà giờ khách lạ nhiều lắm á, tụi nó vâng. Tụi con nó lên TikTok dạ. Mấy cái cà ri á, mấy chỗ khác ở đâu á, người cò dắp à, ở đâu xa rồi lại mua lắm vâng. Phần 10 phần không á. Đó cái phần cà ri của cô bữa là con coi YouTube ở TikTok á, nhìn rất là ngon luôn ha. Nhìn cái miếng cà ri, miếng gà mà y như là miếng mặn luôn á. Gái cũng có lên á. À, dạ. Gái lên hơi lâu rồi. À vâng. Chợ lớn lâu thao, chợ nó lên TikTok là có đó. Dạ. Dạ. Dạ đây hoành thánh cả nhà. À, cô là cô gói hết rồi, ví dụ như mà khách nha, khách mà đến mà mình hết thì mình nghỉ hay sao cô? Ờ gói hết là nghỉ. À, dạ. Còn một sự nữa sao nữa. À còn một sự nữa. Còn đây là trà chả quế đúng không cô? À, mấy chỗ bầu ngư. Dạ trà bầu ngư, cái này là khách nào ăn thêm thì mình mới bỏ vô cô ha. Khách người ta ăn thêm mới bỏ cho. Dạ. Khách ta ăn thêm mới bỏ vô. Vâng. Còn con thấy là à đây là hủ tiếu nè. Hủ tiếu đây mì. Dạ đây mì sẽ nó có hai loại, là một loại là sợi nhỏ với một loại là sợi lớn đúng không có. Vâng à, cái nọc gì đó hấp dẫn ha. Đó. Cái mì này nó khác nhau gì không cô? Hay là nó chỉ khác cái mì lớn mì nhỏ thôi. À vâng. Cái cách khác và cái hình thôi cô ha. Dạ còn chất liệu là như nhau hết. Mình sẽ trộn vô trong cái bột cho nó ngon. Rồi để cô có tăng kho nhiều không? Dạ, à cũng vô đây là hầu như là 9 người là đến 10 người là đến 8 người là ăn khô rồi đó. Dạ. Ngồi đi con, ngồi đi. Mà bây giờ đấy mới còn đầy, giờ mình bước lên nó rồi. Cái này là hết rồi. Ờ, hết rồi đó. Bây giờ này mà hết rồi ha, giờ không ngồi lớn trên này luôn.
cho con hỏi này là gì vậy cô? Cái này là giống hành ba lô hả? Hành ba lô. À, giống hành ba lô. Đây là hành ba lô không à? Dạ. À, đây là tấm mỡ nè. Tiêu lên. Rồi em trai ăn gì vậy? Cái này là băng khô. Băng một phần khô là mì ha. Bên này là chiều cạo 4 viên. Hấp dẫn quá trời luôn. Nói chung món ăn khô là nhiều người vẫn thích hơn á. Dạ. Món ăn khô này ăn khô. Dạ, mình chung khô ngon lắm. Rồi, cái này chung khô nè. Dạ. Vâng, cảm ơn cô. Hả? Trời. Có đây cùi cậu và đi nghỉ không? Cậu có ngày chừng. Có gì có giết, có gì có lo. Không ngờ. Nghỉ á. Dạ. Tươi ngon sạch sẽ cô ha. Ờ, tươi lắm rồi, tươi lắm bò tè. Bữa nào hết bữa đấy à. Dạ. Còn dư là bỏ. Vâng. Không có, không có giữ lại. Ừ, cô mà dư là cô bỏ cho à, chứ cô mới lại giữ lại. Có cái nhờ giữ được, cái giữ không được. Dạ, rau thì chắc mình bỏ được cô ha. Rau thì giữ, bỏ lại. Vâng á. Xay xong rồi bỏ. Dạ. Chứ cải sơ sẻ chiều hết á. Thí dụ có dư cũng bỏ. Vâng. Dạ. Dạ. Không có lại dành. Dạ, đây tép mỡ này làm bằng gì cô? Làm bột mì thôi. À, bột mì thôi. Kem cháy quá hả? Đây, khách, mình thấy khách hàng ăn mì khô nhiều. Dạ. Ngoài những món trên menu vậy là có khi nào cô làm những món khác không cô Mẫn? Lâu. Dạ, lâu. Không, mà món uống nhiều nó thay đổi lắm. Vâng. Uống nhiều canh bún nó thay đổi lắm. À. Món mì là không có thay đổi. Dạ. Nếu mình đổi là mình đổi những món nào cô? Mỗi hủ tiếu sa tế. À, ok. Hủ dạ. Sa tế ngon lắm á. Vâng, con biết mà. Còn ăn cái đó là có những chỗ đúng người chú chiều người Hoa luôn, là chú sẽ kêu là bỏ đậu phộng nè. Đúng cái đậu phộng xay ra đúng không cô? Đúng rồi, dạ. Bột sa tế, bột sa tế, thành dạ. Đó bột sa tế này cô tạo đó, đó là bột đó, bột sa tế. À vâng ạ. À. À, đây là không gian quán hả cả nhà, rất là sạch sẽ luôn, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ và thoáng mát ha. Mới hả cô? Hả? Dạ, một mẹ mới. Vâng. Một mẹ như vậy là bao nhiêu viên cô? Không biết, không có tính. Dạ. Đây một mẹ đầy đầy, có bữa đầy đầy thôi. À, dạ. Mẹ chia hai mẹ đầy quá rồi chia hai mẹ. Vâng ạ. À. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Vâng ạ. À. Dạ, mến thưa quý vị khán giả, các bạn thì hiện tại bây giờ em sẽ thưởng thức một tô. Cái này là em gọi cái tô hủ tiếu mì Hoành Thánh nha cả nhà. Đó, bao gồm có mì nè, đây là mì vàng á. Rồi có sợi hủ tiếu đây, hủ tiếu là sợi lớn á. Đây là một thắng. Và một cục em thấy đây là ba viên Hoành Thánh, một viên nè. Hai viên nè. Ba viên Hoành Thánh. Tô bốn viên luôn đó, đây là một tô nha. À, hủ tiếu mì Hoành Thánh ở quán chay 29. Đường Đinh Hòa, đúng là các cô chú người Hoa là món gì cũng rất là hấp dẫn luôn, quá là hấp dẫn ha. Trời ơi, một tô như vậy thì em chưa hỏi giá, để hỏi giá anh thử coi nha, như thế nào nha, để em nói lại cho quý vị khán giả. Gồm có cải nè, có hành phi nè. Anh ơi, tô này là bao nhiêu tiền anh? Tô này bao nhiêu tiền anh? 40.000 rồi nha. Đó, 40.000. Rồi hấp dẫn quá. Thôi buồn công là đi từ nhà bè qua bên tán mà nhà rất là hấp dẫn luôn ha. Ngon. Rất là nhiều.
rất là to luôn. À dạ em mời cả nhà ăn trưa ha. Thì theo em thấy thì món mì Hoành Thánh ở bên quán này thì rất là giống với quán bên Phú Trân, bên quán chay Tùy Duyên bên đường Nguyễn Hữu Hào quận 4 á, em quay rất nhiều lần rồi. Đó là bên Hoành Thánh sủi cảo kiểu như vậy không. Còn mà quán của Phú Quang á, bên đường Lãnh Bình Thăng á, thì là loại sủi cảo mà sủi cảo dài mỏng hơn như thế này. Đó là ba quán mì Hoành Thánh sủi cảo mà em đã từng được ăn. Ba quán đều là của người Hoa hết nha cả nhà. Chị người Hoa thì có thể làm được những món như thế này thôi. Nó rất là độc đà. Độc đà lắm. Quán cô chú ở đây thì mở hơi trễ một xíu. Rồi ha, thấy bây giờ nè, làm một chén tương để mình chấm thử cái sủi cảo của quán cô ha. Cô nơi thì gọi là sủi cảo, nơi thì gọi là Hoành Thánh cô ha. Như nhau hết á. À vâng ạ. À. Cô đang đứng cô dọn dẹp nên mình hỏi thêm. Đây đây. Đây là viên sủi cảo của quán chay 29 ha. Wow. Ăn tô này thì không thể thiếu một chén chương tương ha mọi người ha. Có cái Hoành Thánh không, cái Hoành Thánh ba giác mì. Quán cô thì để là 9 giờ mở cửa nhưng mà khi em đến á thì cô nói là tầm 11 giờ mới đủ đồ và 11 giờ lúc đó thì khách vô rất mến rất là đông. Mấy giờ cô buổi sáng cô phải dậy làm rồi không ấn? Ừ. Mấy giờ sáng cô phải dậy rồi cô? Cô sáng giờ là 6 giờ cô qua đây mà dạ. Cô mấy cô này qua trước. Dạ. Lo gọi nước lèo xuống nấu trước. Vâng ạ. Viên tuổi cảo chất lượng quá cô. Dạ. Một tô như vậy là 4 viên đúng không cô? 4 viên đúng rồi. Dạ. Mình đang ngồi với cô trước ha. Tô của cô chất lượng quá, cải cũng nhiều đó nè, sủi cảo 4 viên cũng là nhiều đó nè cả nhà. Trời ơi, con no rồi mà còn quá trời luôn. Chất lượng luôn.
rồi đây ha cả nhà ha, đây là cái menu à, nguồn nước của quán cô Mẫn đây. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, món như là bánh canh, chả giò, bún riêu, canh bún nè, mì hoành thánh, bún thái, bún Huế, phở. Dạ như hôm nay Dương đi là ngày thứ tư ha. Đó, thứ tư thì là mì hoành thánh. Chắc mình xin cái cạc cô mà. À trên này cô cũng in luôn cô ha. À, nè, cô lấy nè. Dạ. Nè, cô lấy nè. Vâng ạ. Rồi. Nãy tới là cô bán thêm, có bán thêm chim chi củ kiệu á. Vậy hả cô? Dương cô có này. Cô có bánh chưng không? Không, bánh chưng. Nè cô Mẫn bán nè này. Ngày gần tới là còn khoảng 16 là cô bắt đầu dọn ra đây bán nè. Dạ. Con gái ra bán đó. 16 tháng chạp với cô. Tháng chạp rồi đó mày. Dạ. Đó. Rồi ra bán là chim chi củ kiệu dưa món. Vâng. Các loại. Dạ. Nhà làm cho bán đó. Với lại là quán mình Tết có nghỉ không cô? Hả? Tết quán mình có nghỉ không? Nghỉ chứ, con nghỉ tới mười mấy con mới bán lại. À vậy hả cô? Có gì con đi chơi, có gì con không đi mà con nghỉ. Dạ. Thường hàng năm là ngày bao nhiêu tháng chạp con nghỉ cô? 25 con nghỉ rồi. Ồ, nghỉ thì ra nghỉ cũng 20 ngày cô ha? Ờ, 20 đó. Dạ. Đó thì có khi con những kiểu mà cô ở không thì cô đi bán sớm, còn mà cô về là có con mưa mười mấy con mới bán. Dạ. Có gì đi mười. Vâng. Ờ, có gì không có đi vậy. Dạ.